Trong lúc dư luận đang vô cùng bức xúc về việc các dự án BOT đồng loạt tăng và đề xuất tăng mức phí, thì Bộ Giao thông Vận tải lại khẳng định mức phí đường bộ ở Việt Nam hiện nay đang thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trước câu hỏi vì sao có chuyện đồng loạt tăng phí qua trạm tại hàng loạt dự án như vậy, Bộ Giao thông Vận tải lý giải việc tăng phí đường bộ tại các dự án BOT là theo lộ trình 3 năm tăng một lần và đã được tính toán kỹ. Đến thời điểm hiện tại, gần như các dự án BOT đều đến hạn của lộ trình được tăng phí. Thừa nhận việc tăng phí đồng loạt gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang xem xét để tính toán đến lưu lượng ở trạm, sức chịu đựng của người dân tại những vùng kinh tế đó để đưa ra lộ trình tăng phí phù hợp. Người dân và doanh nghiệp xung quanh khu vực trạm thu phí được hưởng giá vé tháng ưu đãi. Theo ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, mức phí qua trạm ở Việt Nam hiện khá hợp lý. Theo tính toán, mức phí trên 1 km đường Việt Nam đang ở mức trần là 2.000 đồng 1 km, thấp nhất khu vực Đông Nam Á và thấp hơn nhiều quốc gia trên thế giới. Ví dụ mức phí này ở Trung Quốc là 1 nhân dân tệ trên 1 km, tương đương khoảng 3.300 đồng 1 km. Tại các nước châu Âu khoảng 0,5 đô la Mỹ 1 km, tương đương khoảng hơn 10.000 đồng 1 km.